Có một hội dòng mang tên chuỗi ngọc vàng kính, chính là hội dòng dấu yêu của tôi đây. Hội dòng tôi có bóng cây xanh đẹp quá, có tiếng reo vui hạnh phúc với sáng mà sơ hiền hòa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Chẳng có ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có thì được cho thêm, còn ai không có thì ngay cái họ tưởng là có cũng sẽ bị lấy mất. Suy niệm: dụ ngôn cái đèn mà Chúa Giêsu nói đến trong tin mừng hôm nay, như phần kết của dụ ngôn người gieo giống, cốt để cho thính giả hiểu được sự cần thiết phải thực hiện điều mình đã nghe. Bởi vì lời Chúa nếu chỉ lắng nghe không thì chưa đủ, nhưng cần được áp dụng và đem ra thực hành trong đời sống hàng ngày. Việc thực hành ấy trước hết nhằm biến đổi cuộc sống bản thân. Kế đến, mỗi người được mời gọi trở nên như những ngọn đèn chiếu tỏa ánh sáng của Chúa Kitô phục sinh vào trần thế. Chẳng ai đốt đèn rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Khi đọc câu này, hẳn chúng ta đều biết đây là điều không thể xảy ra. Chúng ta thường thắp đèn vì muốn thấy sự vật chung quanh, mà cũng bởi vì chung quanh chiếc đèn là một màu đen, là bóng tối. Chúng ta thích ánh sáng vì ánh sáng giúp ta nhìn thấy những vật khác rõ hơn, chính xác hơn. Thế nhưng ở đây, Chúa Giêsu lại nói: thắp đèn rồi lấy hũ che đi hay đặt dưới gầm giường, lấy hũ che đậy bằng cách không sống lời Chúa. Một người khôn ngoan là người biết đặt đèn trên đế để những ai vào được nhìn thấy ánh sáng, để lời Chúa hướng dẫn và biến họ trở thành ánh sáng cho người khác, cho những ai muốn đi tìm ánh sáng. Họ trở thành chứng nhân cho nguồn ánh sáng vĩnh cửu. Chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Chúa Giêsu khẳng định về những hành vi được thực hiện trong bóng tối rồi sẽ bị ánh sáng phơi bày. Khi ánh sáng đến, bóng tối sẽ lùi xa. Đây cũng được kể như việc Chúa Giêsu đến trần gian. Ngài đến xóa tan mọi ngõ ngách của bóng tối, thanh tẩy trần gian bằng ánh sáng. Bóng tối đó là tội lỗi, thế gian, ma quỷ, xác thịt đang đè nặng trên đời sống con người. Đức Kitô đến để giải thoát họ, loan báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, công bố cho kẻ giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức. Và cái chết chính là bằng chứng hùng hồn nhất cho bài giảng của Ngài về tình yêu Thiên Chúa đối với con người. Thiết nghĩ mỗi người Kitô hữu cách riêng những người đang sống đời thánh hiến, thay vì mang một thái độ ích kỷ, khép kín, chỉ bo bo vun đắp cho bản thân mình, cần phải thay đổi cách suy nghĩ và hành động, can đảm đi ra khỏi vùng an toàn của mình để ân cần đến với tha nhân, nhất là đến với những mảnh đời đau khổ, bất hạnh trong xã hội. Chiếc đèn được đốt lên và phải đặt trên cao để soi rọi cho mọi người trong nhà.
Đây là hình ảnh gần gũi cho đời sống thánh hiến của mỗi chúng ta. Đức tin và đức ái cũng được sánh ví tựa như chiếc đèn, cần phải được thắp lên và chiếu sáng. Nó phải được đốt lên bằng những hành động cụ thể hàng ngày. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con biết nhìn lại chính mình, nhìn nhận những yếu đuối, thiếu sót và tội lỗi của mình, để không ngừng hoán cải, đổi mới thái độ và cung cách sống, chiếu tỏa hình ảnh Chúa Kitô cho anh chị em xung quanh bằng lòng bác ái chân thành, để sau này ta cũng sẽ được Chúa khen thưởng và mời gọi. Hãy vào hưởng niềm vui của chủ ngươi, bởi lẽ cả một đời theo Chúa mà không được hạnh phúc với Chúa thì thật là vô phúc và uổng phí biết bao. Amen.